Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách thay micro cho điện thoại iPhone. Thì những trường hợp nào mà các bạn thay micro? Thứ nhất, khi mà các bạn nói chuyện á, mình đàm thoại với bên kia, mình nói chuyện, người ta nói mình nghe mà mình nói người ta không nghe. Hoặc là những trường hợp mà mình nói chuyện á, mà nghe nhỏ, bên kia nghe rất nhỏ nha các bạn. Hoặc là trường hợp mà các bạn ghi âm á, các bạn vô phần ghi âm á mà các bạn ghi âm không được, là những trường hợp đó là cần phải thay micro nha các bạn. Thì ở đây á, trên một số memo điện thoại á, micro nó sẽ thiết kế nằm trên cái bo mạch điện thoại. Đây là những cái micro on board nha, là nó được hàn dính trên cái bo mạch điện thoại luôn. Thì những trường hợp này á, các bạn thay á, là các bạn phải khò hàng gì á, trực tiếp trên memo điện thoại nha. Đây là trường hợp thứ nhất. Còn cái trường hợp đối với những dòng máy iPhone á, thì nó thiết kế hơi khác một tí nha các bạn. Nó thiết kế micro của mình á, nằm trên một cái sợi cáp. Đây được gọi là cái cụm cáp sạc hoặc là cái cáp đuôi sạc của điện thoại iPhone nha. Các bạn nhìn trên đây nè, nó có thả thiết kế một cái jack tai nghe 3,5 ly ha. Rồi micro nè, nó bố trí bên đây nè các bạn. Trên đây nó hàng micro luôn nha. Bên đây là cái cổng cáp sạc. Cái này đây là cổng lightning nha các bạn. Rồi, gắn socket thôi. Rồi mấy cái tiếp xúc loa chuông. Thì đối với những dòng máy iPhone á, khi mà nó bị hư micro á, thì các bạn có thể thay cái cụm cáp sạc đuôi sạc này. Các bạn ra cửa hàng mua bán linh kiện sửa chữa điện thoại di động á, các bạn mua cái cụm cáp sạc đuôi sạc phù hợp với cái dòng máy của các bạn về thay luôn. Là các bạn, nói chung là cái này là thay rất dễ nha, các bạn khỏi phải khò hàng ha. Tuy nhiên đối với một số trường hợp mà một số bạn nào kỹ tính á, cáp sạc này á, nó theo máy nó zin chính hãng, thì các bạn không muốn thay cái đồ lô bên ngoài hoặc đồ linh kiện bên ngoài á, các bạn chỉ muốn giữ nguyên cái cáp sạc này, các bạn thay micro thôi. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà các bạn đã thay cái micro trên cái cáp này. Thì việc thay micro này cũng cực kỳ dễ dàng nha các bạn. So với mua một cái cụm dây này á, thì nó sẽ khá mắc tiền hơn so với các bạn chỉ cần mua một cái micro. Ví dụ các bạn trong trường hợp mà micro nó hư á, các bạn mua cụm micro, nhưng mà nó chỉ hơi phí là cái công của các bạn thôi, chứ còn thực ra các bạn tận dụng lại cái cáp sạc zin của mình, đồng thời các bạn tiết kiệm được cái chi phí ha các bạn. Tại vì cái ở đây thay micro, giá một cái micro hay hai cái micro nó sẽ rẻ hơn so với bạn nguyên cục này, cái bán ngoài thị trường á nó bán mắc hơn nha các bạn. Thì sau đây mình sẽ demo cho các bạn thấy cái cách mà mình thay một cái micro bên trong cái máy iPhone 4 4S nha các bạn. Thì dùng những cái máy khác á, đây cáp sạc khác á, các bạn làm tương tự. Nói chung là nó nằm micro của nó nằm trên một cái cục cáp sạc hoặc là cáp đuôi sạc, thì các bạn có thể thay được nha. Ở đây mình sẽ lấy cái cụm cáp sạc của con iPhone 4S, mình sẽ thực hành cho các bạn thấy nha. Nói chung là rất dễ nha các bạn, nói chung không có gì phải khó, các bạn có thể tự làm ở nhà cũng được. Tùy cái này, ở đây á, mình sẽ tận dụng lại cái cáp sạc zin của mình. Nhiều khi cáp zin nó tốt hơn cáp sạc lô hoặc là cáp linh kiện mà các bạn mua ở ngoài thị trường á, nó không có bằng tốt bằng nha. Thì cáp của mình cáp theo máy á, nếu mà cái máy của bạn là chính hãng của bạn zin ha. Rồi đối với iPhone 4 4S đó các bạn, ở đây có hàng ốc nè, mình sẽ tháo hàng ốc ra nha các bạn.
hai ốc đuôi á, nó giữ cái đuôi sạc ha. Các bạn tháo hai ốc hai bên ra cho mình. Đây vị trí hai ốc đuôi nha các bạn. Các bạn vừa tháo ra ha. Rồi ở đây có một cái núm cao su nha các bạn. Cái núm cao su này á, nó sẽ giữ cái micro ha. Các bạn đẩy lên, các bạn tách ra. Ở đây có socket nút home á. Rồi các bạn lẩy ra nha các bạn. Tách cái cáp nút home ra. Rồi sau khi mà các bạn tháo hết tất cả các kết nối á, không bị vướng gì á, rồi các bạn lấy một cái que que nhựa các bạn đẩy ra, đẩy lên nè, nó tách cái đuôi sạc ra khỏi cái sườn máy ha. Tiếp theo trên cái cụm cáp đuôi sạc này á, mình có một cái dắt sạc 30 chân, một cái micro nè, có cái núm cao su nó chặn cái micro của mình, nó giữ á các bạn. Các bạn lấy một cái thanh kim loại dẹp dẹp á, các bạn đẩy lên nè, đẩy nhẹ nhẹ lên nha, các bạn đừng có bứt ra nha các bạn, cái dẻ cáp này nó dễ bị đứt lắm, đứt cái là hư luôn, là đứt đường micro á, các bạn đẩy nhẹ nhẹ lên. Đẩy cho cái núm cao su của mình á, nó lòi ra nha. Nè, nó ra dần dần nha các bạn, rồi nó rớt ra rồi. Rồi tiếp theo đây mình sẽ tiến hành mình thay cái micro này nha các bạn. Cái này là nói chung là rất dễ thay nha các bạn, tận dụng lại cái cáp của mình nha. Ở đây mình nói trước là các bạn tuyệt đối các bạn không dùng được dùng cái khò. Nè, các bạn dùng khò đó các bạn thay micro là nó sẽ quéo cái chân cáp này. Cái cáp này nó sẽ quéo lại nha các bạn, nó bằng nhựa. Quéo lại là nó hư luôn nha các bạn, không, các bạn tuyệt đối các bạn không dùng khò, các bạn khò nè. Khò chi để mà thay cái micro trên những cái sợi cáp như thế này, nó không có như trường hợp mà bo trên bo mạch đó. Bo mạch thì có, các bạn có thể khò hàng làm được, tại vì cái bo của mình á nó chắc ha. Còn đối với cái cáp này của mình á, nó rất mỏng, nên khi mà các bạn tác động nhiệt vô đây á, nó sẽ bị quéo cái chân này mấy đường, rồi cái đường mạch của nó sẽ rất giòn và bị dễ bị đứt nha. Nên tuyệt đối á, tại vì chân đồng của nó rất mảnh, nên các bạn hạn chế không được dùng khò trong những cái trường hợp này. Ở đây mình sẽ dùng một cái mỏ hàn á, cực kỳ đơn giản. Rồi ở đây mình sẽ làm nóng cái mỏ hàn nha các bạn. Đây, các bạn đặt úp cái mỏ hàn xuống cho mình. Rồi các bạn đỡ cái micro này trên thân cái mỏ hàn ha. Cái trường hợp này các bạn không cần phải dùng nhựa thông nha các bạn. Nhựa thông hay mỏ hàn các bạn không cần dùng. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành mình đặt cái micro này á. Trường hợp cái micro này hư nha các bạn, thì mình đặt cái micro này trên cái thân cái mỏ hàn này. Các bạn chờ cho nó nóng một xíu, rồi các bạn gấp ra. Làm rất nhanh nha các bạn. Nói chung là trong tích tắc thôi, cái micro cũ á mình đã tháo ra rồi nha, micro hư. Rồi đây là sợi cáp của nó nha các bạn. Ở đây là vị trí hai chân micro nè. Cái lỗ này lỗ micro, lỗ ra âm thanh đi vào á các bạn. Mình nói á,
nó vô cái lỗ này rồi nó vô cái màng micro. Thì đây là việc cần làm á, là các bạn lấy tìm cái con micro khác. Đây là cái micro hư của nó nha. Thì đây mình có một số cái micro tốt. Đây là micro tốt của nó nha bạn. Các bạn lấy micro hai chân. Rồi cái quá trình mà đóng lại các bạn làm y hệt tương tự như cái quá trình tháo ra. Đây. Mình đóng lại, mình úp lại nha các bạn. Làm rất nhanh nha. Tuyệt đối các bạn tranh thủ nha. Tại vì cái này nó nóng rất nhanh. Mình không để lâu được. Để lâu có thể nó ảnh hưởng đến micro á, với ảnh hưởng đến cáp của mình á. Rồi, mình sẽ đặt. Cái vị trí mà đâu cần đóng mic á, các bạn đặt cho nó nóng một xíu. Rồi bạn đặt micro lên. Rồi các bạn đá chân một chút xíu nha. Nhớ đá chân nha các bạn. Cho nó chì á. Nó bám vô. Rồi xong rồi. Đây là cái micro mình vừa đóng nha các bạn. Nào các bạn nhìn thấy không? Ở đây cái trường hợp này á, các bạn không cần phải đắp chì nha. Yêu cầu á, là cái này phải sát cái từ cái chân micro á, nó sát luôn với cáp nha. À, cái lỗ của mình đó các bạn, cái lỗ micro là không bị bít nha. Tại vì ở đây có hai chân á, đóng rất dễ. Hoặc là những cái trường hợp mà cáp của mình á, còn những trường hợp mà cái cáp của mình á, có ba chân như thế này, thì các bạn cũng tìm cái micro tương ứng nha. Đây ba chân nè, các bạn đóng vô. Thì cách làm á, cũng tương tự như vậy. Thì thao tác thì các bạn cứ đặt lên trên cái thân của cái mỏ hàng nha. Tuyệt đối các bạn không nên dùng khò nha các bạn. Khò là nó quéo chân liền á. Nó quéo cái cáp, nó hư cáp luôn á. Thì các bạn đặt lên cái thân mỏ hàng thôi. Các bạn cho nó nóng một chút xíu. Cái chì này rất nhanh nóng nha các bạn. Không cần phải đắp thêm chì. Hoặc là các bạn cho nhựa thông vô. Là nhựa thông vô nó làm bít cái micro của mình đó. Cho nó nóng một xíu rồi đá chân là dính rồi. Mà làm rất nhanh nha. Rồi trong quá trình hàng các bạn chỉnh cho cái micro của mình nó thẳng lại nha các bạn. Rồi các bạn ấn nhẹ cái micro mình xuống là được rồi. Chỉnh cho nó thẳng nha, nó ngay ngắn nha. À, như vị trí này nè. Nè các bạn. Nó ngay ngắn như vậy là đạt yêu cầu nha các bạn. Chứ đừng có để xéo qua xéo lại nha. Trường hợp này các bạn chừng đá chân một chút xíu là nó đã đúng vị trí của nó. Rồi và là video này mình đã hướng dẫn các bạn cái cách mà các bạn thay được cái micro cho cái điện thoại iPhone nha. Rất cực kỳ dễ dàng nha. Nói chung là không có gì phải khó. Phải cần thay cáp á. Tại vì nhiều khi các bạn mua cái cáp và cái cáp của nó không phải zin nha các bạn. Cáp nhiều khi cáp linh kiện cáp lô á, nó không tốt bằng cáp zin của nó. Nên các bạn, trường hợp mà nó bị hư micro á, các bạn chỉ cần thay micro thôi. Còn đối với những trường hợp mà nó bị hư cái giắc sạc này nè, như cái cáp lightning hoặc là cáp 30 chân á, thì các bạn có thể, nhiều trường hợp mà nó không bán cái giắc sạc rời á, thì các bạn có thể ra mua cái cáp linh kiện cũng được. Còn đối với những trường hợp mà micro này rất dễ thay, thì các bạn nên tận dụng lại lấy những cái cáp zin như thế này các bạn xài ha. Đừng, các bạn không nên ra ngoài mua cái cáp lô. Thứ nhất là nó xài không tốt, chất lượng không tốt nó. Tại vì cái tiêu chuẩn đầu tiên á là cái cáp của mình á, cái cáp zin của mình nó rất dẻo nha các bạn.
rất dẻo và rất bền ha, so với cái cáp lô là nó gặp qua gặp lại mấy nhiều lần á, nó bị gãy cáp, đứt cáp liền nha. Nên những cái cáp zin đó các bạn nên tận dụng lại. Đối với những trường hợp như thay micro dễ dàng như thế này á thì các bạn nên thay micro, các bạn không nên thay cáp ha. Rồi, video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì á, các bạn cứ để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.